Bài đọc kinh sách ngày 25 tháng 1 Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại Bài đọc 1 Phaolô, một người Do Thái, trở thành Tông Đồ Đức Kitô. Trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy Nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo do thái tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của thiên chúa trong việc giữ đạo do thái tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi hơn ai hết tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông nhưng thiên chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của người người đã đoái thương mặc khải con của người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của người cho các dân ngoại Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Đa Mát. Ba năm sau tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kepha và ở lại với ông 15 ngày. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Giacobbe, người anh em của Chúa. Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó tôi đến miền Syri và miền Kilikia nhưng lúc ấy các hội thánh Đức Kitô tại miền Jude không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng, người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt, và vì tôi, họ tôn vinh Thiên Chúa. Bài đọc 2. Vì lòng yêu mến Đức Kitô, Thánh Phaolô chịu đựng tất cả. Trích bài giảng của Thánh do An Kim Khẩu, giám mục. Con người là gì, bản tính nhân loại của chúng ta cao trọng thế nào, và con người có khả năng đến đâu dù cũng chỉ là động vật, thì hơn bất cứ ai, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy rõ. Người sống mỗi ngày một cao thượng hơn, vươn lên mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Khi gặp hiểm nguy, người luôn chiến đấu với niềm phấn khởi mới. Người cho thấy điều đó khi nói, tôi quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Khi thấy giờ chết đã gần kề, Thánh Phaolô khuyến khích người khác cùng hiệp thông và chia sẻ niềm vui với mình. Người nói, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Khi gặp nguy hiểm và bị lăng nhục, người lại vui mừng viết cho các tín hữu corinto tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối khi bị sỉ nhục bị bắt bớ người gọi đó là khí cụ để làm điều công chính và cho thấy nhờ vậy người đã gặt hái được những thành quả mỹ mãn vì thế khi bị âm mưu hãm hại người vẫn đắc thắng chống lại mọi cuộc tấn công của kẻ thù bất cứ ở đâu bị đánh đòn bị lăn nhục và nguyền rủa người luôn xử sự như kẻ mừng chiến thắng khải hoàng thu lượm được nhiều chiến phẩm người hãnh diện và tạ ơn Thiên Chúa mà nói, tạ ơn Thiên Chúa, đấng hằng chiến thắng khải hoàng nơi chúng tôi. Vậy, người mau mắn đến với những nhục nhằn tuổi hổ vì rao giảng tin mừng, còn hơn là chúng ta mau mắn đến lãnh nhận danh dự và vinh quang. Người ước mong được chết hơn là chúng ta ham sống, thích khó nghèo hơn là được giàu có. Người muốn làm việc liên lỉ hơn là kẻ khác mong cho xong việc để được nghỉ ngơi. Quả thật, người chỉ khiếp sợ và xa tránh một điều là làm mất lòng Thiên Chúa chứ chẳng sợ bất cứ điều gì khác. Vậy, người chẳng ao ước điều gì hơn là luôn luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đối với người, điều lớn hơn tất cả là được hưởng tình yêu của Đức Kitô, được như thế, người cho mình là hạnh phúc hơn hết mọi người, còn nếu không, người cũng chẳng ham ở trong hàng vua chúa quan quyền, nhưng người muốn mình là kẻ rốt hết, thậm chí thuộc số những kẻ bị án phạt mà có lòng yêu mến này, hơn là được ở giữa những người cao sang danh vọng mà không có lòng yêu mến đó. Thật vậy, đối với người, nỗi đớn đau tột độ và khác thường là phải tách rời khỏi tình thương của Đức Kitô, đó chính là hỏa ngục, là hình phạt duy nhất, là khổ hình triền miên không sao chịu được. Còn được hưởng tình thương của Đức Kitô là có tất cả, sự sống, trần gian, thiên thần, hiện tại, tương lai, vương quốc, lời hứa và vô số ơn lành. Khi có tình thương này rồi, người chẳng kể chi là buồn phiền hay vui thú. Thật vậy, mọi sự trên đời, người chẳng coi gì là cay đắng hay ngọt ngào nữa, người khinh chê mọi vật hữu hình như cỏ thối, xem bạo chúa và đám dân phẫn nộ như loài sâu bọ. Người coi cái chết, nỗi đớn đau và mọi cực hình như trò chơi của trẻ con, khi vì Đức Kitô mà người phải chịu đựng những điều ấy.